xin chào quý vị quý vị đang theo dõi bản tin biết động vàng sáng thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024 của báo Thanh Niên cập nhật tình hình giá vàng. Bản tin được phát từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên Thanh Niên vn và kênh YouTube và TikTok Báo Thanh Niên. Thưa quý vị giá vàng miếng SJC trong nước đứng yên, kim loại quý trên thị trường quốc tế cũng đang đi xuống. Giá vàng thế giới giảm thêm 19 đô la Mỹ mỗi ounce xuống còn 2.649 đô la Mỹ mỗi ounce vàng giảm giá trước sự đi lên của đồng đô la Mỹ cũng như thị trường chứng khoán Mỹ. Theo ghi nhận của báo Thanh niên vào lúc 10 giờ 30 sáng 15 tháng 10, giá vàng nhẫn mùa số 9 tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng. Công ty cổ phần vàng bạc đặc quý Phú Nhuận PNJ mua vào 82,8 triệu đồng, bán ra 83,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn STC mua vào 81,8 triệu đồng, bán ra 83,2 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI mua vào 82,95 triệu đồng, bán ra 83,85 triệu đồng. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC 1,4 đến 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 83 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào, bán ra 85 triệu đồng mỗi lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Mi Hồng niêm yết mua vào tập 4,2 triệu đồng, bán ra 85 triệu đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 82,5 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng. Giá này thấp hơn mức kỷ lục lập được trước đó 7,4 triệu đồng mỗi lượng, ở mức 92,4 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5,1 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn đắt hơn 3,5 đến 3,8 triệu đồng mỗi lượng. Chuyển sang một tỷ giá ngoại tệ, thuộc vị giá đô la Mỹ trong các ngân hàng thương mại tăng cao trở lại và bán ra lên trên mức 25.000 đồng. Ngày 15 tháng 10, tỷ giá trung tâm giữa Việt Nam đồng với đô la Mỹ do ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.177 đồng, tăng 16 đồng so với hôm qua. Đồng loạt giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng tăng cao. Cụ thể, Vietcombank tăng 25 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 24.700 đồng và bán ra lên 25.060 đồng. BIDV mua vào 24.670 đồng và bán ra 25.030 đồng. Riêng giá đô la Mỹ tự do duy trì ở mức mua vào 25.250 đồng và bán ra 25.350 đồng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ thế giới tăng mạnh, chỉ số USD Index đạt 102,96 điểm, có thời điểm đạt mức 103 điểm và ghi nhận mức cao nhất kể từ giữa tháng 8 đến nay. Một số nhà phân tích cho rằng, đồng bạc xanh đi lên sau khi nhà đầu tư tiếp nhận thông báo về các biện pháp kích thích vào cuối tuần của Trung Quốc sau khi đồng euro tiếp tục giảm trước khi diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Trung ương trong tuần này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Biến động vàng cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong nước và quốc tế hay những biến động của thị trường ngoại tệ. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên và bật nút chuông để có thể nhận được thông báo về những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong và ngoài nước mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!